Bố Khánh Nhật Cai gửi tế điện này. Mày hôm qua tao xem một cái video lướt thấy là mày nói đẻo tao đúng không? Mày bảo là anh em đông chỉ để hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa với cả vào việc thì còn mấy ai đúng không? Thế mày thử công nghệ va bố mày phát là anh em nó có vào việc không nào? Mày hết thời rồi. Nói chuyện chồng ấy thôi nhá. Mày nhìn tướng của mày với tao khác gì lưỡi kiếm đâu. Ừ. Mày biết anh em tao như nào, toàn người thiện chiến luôn. Tao nói luôn này, chẳng qua tao không thích làm mảng đen hay là không đi phạm pháp hay là gì rồi, tao không làm kinh tế rồi. Còn anh em tao có sức và có máu, có mạng cho nhau được. Còn mày hiểu như này này, tao mà làm thì tao làm gì chả được. Mày phải hiểu nhá. Khánh Sky ấy, một lam cam thế hệ thứ hai của Việt Nam nhá, nghe chưa? Mày điên nghe chưa? Thằng con trai.